Ronaldo đã nổi nóng với chính ban huấn luyện và các đồng đội ở Al Nassr sau khi đội bóng của anh bị Al Wehdah loại khỏi cúp nhà vua của Ả Rập Xê Út. Cách đây 2 tháng, Al Nassr còn thắng dễ Al Wehdah 4-0 ngay trên sân khách ở giải vô địch quốc gia, trong đó Ronaldo ghi 4 bàn thắng. Ở lần tái đấu trong khuôn khổ cúp nhà vua, Al Nassr được đá trên sân nhà và họ được chờ đợi sẽ thắng dễ Al Wehdah để giành quyền vào chơi trận chung kết. Nhưng Al Wehdah đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại Al Nassr 1-0. Cá nhân Ronaldo có một trận đấu khá thất vọng với nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Cuối trận, Ronaldo phản ứng mạnh với huấn luyện viên Zinko Zelicic và các thành viên trong ban huấn luyện câu lạc bộ Al Nassr. Đoạn clip này được đăng tải trên mạng xã hội đã gây ra làn sóng chỉ trích cầu thủ người Bồ Đào Nha. Trước đó, Cristiano Ronaldo cũng bị chỉ trích nặng nề với hành động dùng tay bóp vào vùng kín hướng về các cổ động viên câu lạc bộ Al Hilal sau trận thua 0-2 trước đối thủ này. Ronaldo gia nhập Al Nassr sau khi World Cup 2022 kết thúc với mức lương kỷ lục của bóng đá thế giới. Câu lạc bộ này hy vọng đẳng cấp của anh sẽ giúp đội bóng gặt hái được nhiều thành công ở cả giải trong nước và châu lục. CR7 ngay lập tức được trao tấm băng đội trưởng Al Nassr và anh cũng đã thi đấu khá tốt trong giai đoạn đầu. Đến lúc này, Ronaldo đã có được 11 bàn cho đội bóng mới ở giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, ở những vòng đấu gần đây, Al Nassr bắt đầu gặp vấn đề. Họ hòa Al Fahd không đều, vừa thua Al Hilal 0-2 ở giải vô địch quốc gia và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ. Tại cúp quốc gia Ả Rập Xê Út, đội bóng của Ronaldo cũng bị loại sau thất bại trước Al Wehdah. Trong 3 trận đấu này, Ronaldo không ghi được bàn thắng nào và anh còn bị chỉ trích vì thái độ không tốt với các đồng đội, ban huấn luyện và cổ động viên. Lúc này, Ronaldo cũng đang bị đồn gặp trục trặc với cô bạn gái Georgina. Điều này có thể khiến phong độ của anh cũng giảm sút. Rõ ràng, chuyến đi Ả Rập Xê Út của Ronaldo đã không thuận lợi như dự kiến. Trước đó, ở Manchester United, CR7 cũng gặp vấn đề khi anh công khai chỉ trích huấn luyện viên Erik Ten Hag và câu lạc bộ trong một cuộc phỏng vấn. Sau đó, Ronaldo đã ra đi cùng mối quan hệ rạn nứt với Quỷ Đỏ. Giờ đây, ở những năm cuối sự nghiệp, Ronaldo đang liên tục gặp trục trặc cả trên sân đấu lẫn ngoài đường pitch. Quả là một đoạn cuối buồn cho một huyền thoại.